rapper Henry tên thật là Bùi Thế Anh, sinh năm 1987 và từng có thời gian sống làm việc ở Canada. Khi bén duyên với rap, là một trong những trụ cột đầu tiên của cộng đồng underground danh tiếng GVR Production. Sau khi trở về Việt Nam hoạt động, rapper 8X nhanh chóng có được loạt sản phẩm ăn khách và tạo được nhiều sự bàn luận. Rapper Henry khẳng định hai rapper Birdman và Lil Wayne là những người truyền cảm hứng về âm nhạc cho anh. Anh miêu tả âm nhạc của mình luôn mang năng lượng tích cực, tập trung vào việc viết về kiếm tiền hay cuộc sống sung túc. Ở giai đoạn 2006-2010, rapper Henry từng muốn chứng tỏ bản thân qua những bản nhạc diss. Trong những năm 2010-2015, âm nhạc của anh mang màu sắc tình yêu từ những trải nghiệm cá nhân. Sau giai đoạn này, rapper Henry bắt đầu làm nhạc theo hơi hướng giải trí tiệc tùng. Màu sắc này đã mang đến hiệu quả về danh tiếng show diễn cho anh. Thông tin xác nhận rapper Henry Rahan cũng như rapper B-Ray, rapper Big Daddy ngồi ghế nóng huấn luyện viên rap Việt mùa 3 tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng rap fan. Khi liên hệ nam rapper để đặt câu hỏi về tham vọng khi đến với rap Việt, anh nói: âm nhạc là để lan tỏa, không phải để hơn thua. Vì thế tôi không cần đội mình phải vô địch, mà chỉ cần thí sinh của mình tiến bộ hết mức, tạo ra những bản hit và mang âm nhạc của họ đi xa hết mức có thể là được. Bạn nghĩ sao về nhận định này của huấn luyện viên Henry? Hãy cho chúng tôi cùng biết nhé.